và cái đặc biệt nữa là Journey sẽ trình diễn chung với nhóm quay chung của mình trong một hai bài quay gì đó và chị sẽ trình diễn và he will fit right in. I think so too. Sẽ fit right in trong nhóm luôn, coi như là nhóm bạn Journey sẽ vậy nó. Đó luôn đúng không? Và quý vị thấy biết cái này rất là đặc biệt nha. Tên là Journey chứ không phải Johnny nha. Journey. Hình như là Mỹ cũng có một cái nhóm nó gọi là Journey rất là đặc biệt nha, phải đặc biệt cho nên mới dính với New Way Tour không ạ. Một cái điều đặc biệt nữa để add thêm cái lời nói của Linda là Journey là tên là Journey. Tôi nhìn kia mặt. Journey tên là Journey Phạm nhưng mà chàng rất là clever, là rất là thông minh và add thêm chữ OUS thành là Journey Famous. Journey Fam và Journey Phạm nhưng mà bỏ vô thêm chàng bỏ vô thêm chữ OUS là Journey Famous và Famous đi là có nghĩa là nổi tiếng đó các bạn.